tọa lạc tại góc đường Huỳnh Thúc Kháng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đây là trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, đều đặn đón từng lớp học sinh, sinh viên đến nhập học hàng năm. Ngôi trường này từng là nơi học tập của các nhà cách mạng Việt Nam như Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng và khởi phát nhiều phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc. Hơn 100 năm trước đây, trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng có tên là Trường Cơ khí Á Châu, được thành lập theo nghị định ngày 20 tháng 2 năm 1906 của Thống đốc Nam Kỳ, với mục đích đào tạo các máy trưởng, thợ cả, sử dụng thành thạo các loại máy, cung cấp cho nhu cầu của Bộ Hải quân ở Nam Kỳ, chính quyền thuộc địa, thương thuyền và các xí nghiệp địa phương. Trường Cơ khí Á Châu cùng với rất nhiều ngôi trường khác được thành lập trong thời kỳ này, thể hiện quyết tâm bãi bỏ nền giáo dục phong kiến, thiết lập một hệ thống giáo dục mới ở Nam Kỳ của thực dân Pháp. Trong giai đoạn từ năm 1862 đến năm 1906, song song với tiến trình xâm lược, thua chiếm toàn bộ Việt Nam, thực dân Pháp thực hiện quá trình thiết lập, vận hành và hoàn thiện dần dần hệ thống giáo dục theo cấp lớp, theo trình độ kiến thức. Về mặt quản lý, chuyển dần từ cơ chế quản lý trực tiếp từ thống đốc đến hội đồng chuyên về giáo dục và tiến tới thành lập nha giáo dục Nam Kỳ chuyên trách về giáo dục. Đây là biểu đồ thống kê số lượng trường học, thầy giáo và học sinh tại Nam Kỳ từ năm 1870 đến năm 1889. Từ biểu đồ có thể nhận thấy, trong những năm 1876, 1878, 1879, 1880, chưa tìm thấy tài liệu ghi chép về số trường học. Sau đó đã có một sự thay đổi lớn khi số trường học tăng từ 107 trường vào năm 1874 lên tới 596 trường vào năm 1881, kéo theo là số lượng thầy giáo và học sinh cũng thay đổi đáng kể. Về sách dạy học, các ấn phẩm không nhắc đến sách dạy học. Tuy nhiên, theo một báo cáo của ông Rukul có đề cập đến tờ Gia Đình Báo được các thông ngôn và thư ký hành chánh sử dụng làm tài liệu dạy chữ Latin ở những trường vừa được mở ra. Như vậy, tính từ năm 1862 đến năm 1905, tổ chức giáo dục ở Việt Nam tồn tại dưới ba hình thức khác nhau. Ở Nam Kỳ, đa số các tổng xã đều có trường tiểu học Pháp Việt dạy chữ Pháp và quốc ngữ. Chữ Hán hầu như bị bãi bỏ hoàn toàn hoặc chỉ là môn phụ. Bên cạnh đó, còn có vài trường trung học như Sarslup Loba, Atram. Còn ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, số trường dạy chữ Pháp và chữ quốc ngữ còn rất ít. Ba xứ với ba chế độ giáo dục khác nhau đã làm cho người Pháp gặp rất nhiều khó khăn trong việc theo dõi và chỉ đạo. Đồng thời, sự thiết lập nền giáo dục theo kiểu phương Tây đã đưa tới xuất hiện hệ thống trường lớp cùng với lớp tân học bên cạnh hệ thống trường làng truyền thống với lớp hữu học, với những sự khác biệt trong phong cách và đường lối giảng dạy. Nhận thấy những nguy cơ khi tồn tại cùng lúc hai nền giáo dục ở Việt Nam, thực dân Pháp đã từng bước bãi bỏ nền giáo dục phong kiến với những thể chế của nó. Cùng với thời gian, Việt Nam dần chuyển sang chính thức sử dụng chữ quốc ngữ như một ngôn ngữ giao tiếp chính yếu trong cuộc sống đời thường, cũng như trong các văn bản, học thuật. Việc chuyển sang sử dụng chữ quốc ngữ, mặc dù tạo đà thuận lợi cho sự phát triển chung của đất nước ta, nhưng cũng để lại sự đứt gãy văn hóa lớn trong lịch sử dân tộc. Con người Việt Nam hiện đại, nếu muốn đọc hiểu các văn bản Hán Nôm của cha ông xưa, muốn biết được các hoành vi câu đối trên các di tích viết nội dung gì, muốn giải mã được các thông điệp ngữ văn của cố nhân thì phải thực sự nỗ lực và bỏ ra không ít công sức. Có thể nói rằng sự giao thoa văn hóa Đông Tây trong giáo dục là một vấn đề lớn cần được quan tâm và nghiên cứu để phục vụ cho sự phát triển của bề dày văn hóa Việt Nam, vừa giữ được bản sắc dân tộc, vừa có khả năng hội nhập với thế giới đương đại.